Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì đi lên nhà đứa bạn chơi thì tình cờ thấy đẹp quá, và khi qua thấy bạn ở cái Landmark 3, và mình cũng nghĩ rằng là Việt Nam mình phát triển rất là vũ bão, và hôm nay cũng giống như những cái câu chuyện của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện là tôi đi khởi kiện ở tòa. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay nhận một cái vụ kiện tham gia đại diện ủy quyền để mà đi tòa, thì một cái câu chuyện về một người sau khi mà ở nhờ và được hợp thức hóa và không đi ra khỏi nhà, và họ đã chiếm giữ nhà luôn, và sau đó thì tôi nhận được cái vai trò là ủy quyền đến tòa để khởi kiện buộc cái người mà đang ở trên căn nhà đó phải ra khỏi nhà. Nó giống như một cái việc gọi là tranh chấp hợp đồng cho ở nhà. Thưa quý vị và các bạn, để mà chuẩn bị một cái hồ sơ đi khởi kiện thì chúng ta cần những cái thông tin. Thứ nhất là chúng ta phải cần về thông tin của người khởi kiện. Quý vị và các bạn à, thông tin người khởi kiện bao gồm, thứ nhất đó là thông tin về nhân thân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Thứ hai là nếu trong trường hợp quý vị và các bạn đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị và các bạn có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ đến trực tiếp với Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta được xin một cái mẫu biểu. Cách thứ hai nữa là chúng ta vô một cái trang web của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tải cái đơn khởi kiện về. Trong cái đơn khởi kiện đó thì chúng ta điền vào cái nội dung. Thứ hai, đó là chúng ta sẽ mô tả được nội dung vụ kiện. Cái việc này rất là quan trọng quý vị ạ. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác định được cái mối quan hệ chúng ta tranh chấp là như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, thì ông khách hàng của tôi, ông bảo rằng là ông cho người này ở nhờ. Và trong cái quá trình cho ở nhờ thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của ông chưa ra, mà không biết bằng một cái cách nào đó thì cái người ở nhờ đã được hoàn tất những cái chứng từ. Và trước đây ông chỉ có những cái giấy gọi là giấy sở hữu nhà. Và cái việc mà đơn khởi kiện đã mô tả được, được cái gì quý vị? Được là tôi là người mua cái nhà đó, tôi là người quản lý sử dụng nhà đó, tôi là người đăng ký kê khai, và thời điểm nào tôi đã cho người này vào ở trong nhà để ở nhờ, và lý do tại sao và người này không đi. Thưa quý vị và các bạn, việc khởi kiện ở tòa án thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái chứng cứ liên quan đến cái vụ kiện. Ví dụ như trong trường hợp ở cái hồ sơ này thì chúng ta cần chuẩn bị những chứng từ như là cái giấy mà trước đây họ đã mua bán với cái người khác đó, những cái giấy tờ mà gọi là cho ở nhờ, và những cái giấy tờ khác có liên quan. Và chúng ta tải cái đơn khởi kiện về cộng theo những chứng cứ và chúng ta mô tả. Sáng nay thì tôi cũng đã nộp thành công cái đơn khởi kiện của vị khách hàng, và hy vọng rằng là những cái bổ sung chứng từ sẽ không quá khó khăn để tòa án Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết một cái vụ kiện. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng là trong mỗi chúng ta không ai mong muốn mình phải đi khởi kiện để có một ngày nào đó chúng ta sẽ cảm thấy là đau đầu. Nhưng thưa quý vị và các bạn, đây là tài sản của chúng ta, đây là tài sản của những vị khách hàng. Người ta bảo rằng của đau con sót. Nói rồi, nói thậm chí nó không phải là một lần, mà rất rất là nhiều lần rồi, mà người ta không chịu trả lại cái tài sản thì buộc lòng phải khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cái video mà
trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta gửi đến cho quý vị và các bạn. Ví dụ các bạn thấy không, ở phía sau tôi đây là cái tòa nhà Landmark đó, quý vị và các bạn thấy không, một cái biểu tượng. Và tôi nghĩ rằng là đổi phong cách một chút xíu, cũng nói về chủ đề Dân ta phải biết luật ta, tuy nhiên tôi nói về những cái chủ đề về sự giàu có, về sự thịnh vượng, để cho quý vị và các bạn biết. Quý vị và các bạn nhìn ở ngoài xa xa kia kìa, đó hình như là cầu Sài Gòn. Và khi mà đến đây thì mới cảm nhận được rằng cái sự thịnh vượng của những cái tòa nhà, và Việt Nam mình cũng không thua những cái nước trong khu vực về tốc độ phát triển, tốc độ đô thị hóa. Hình như là cái chung cư Landmark này nó có rất là nhiều khối, tôi cũng không rõ, và thật ra thì tôi cũng không quan tâm tới cái việc họ như thế nào, họ sẽ xây dựng như thế nào, nhưng tôi quan tâm là vấn đề là tôi sẽ truyền đạt đến những cái kiến thức pháp luật về cái việc đơn khởi kiện của tòa án. Chắc chắn là tôi sẽ quay cái video về đơn khởi kiện để tặng cho quý vị và các bạn. Nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn đang có một cái nhu cầu về khởi kiện tranh chấp một cái vụ, ví dụ như vụ kiện về thừa kế đi, tranh chấp về vụ việc cho đang ở nhờ, tranh chấp về một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoặc là tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, thì quý vị hãy liên lạc với tôi. Và một điều cũng xin nói nhỏ quý vị và các bạn nhé, tôi vẫn chờ những cái câu hỏi của các bạn từ cái khung từ 8 giờ đến 9 giờ hàng ngày. Các bạn có thể gọi cho tôi qua Messenger, qua Viber, qua Zalo và những cái vấn đề khác nữa. Trong trường hợp mà hôm nay quý vị và các bạn gọi mà vẫn không được gặp được luật sư thì quý vị và các bạn hãy gọi thêm vào ngày mai. Tại vì thực sự ra cái công việc của tôi nó có những cái tính chất rất là uyển chuyển, và nó nhỏ nha, không hẳn là ở Việt Nam, mà nếu như quý vị và các bạn là những người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì quý vị và các bạn có những cái nhu cầu hỏi về luật sư ở Việt Nam thì quý vị hãy canh những cái khung giờ nào đó, cái khung giờ 8 giờ đến 9 giờ ở Việt Nam, hoặc là gửi tin nhắn xin một cái cuộc hẹn với luật sư. Tôi đã ráng cố gắng thu xếp và trả lời quý vị và các bạn một cách sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn.